các bạn, đây là khu du lịch Lan Hùng Phi. Hôm nay mình đến làng hoa Xe Ré thì vô đây xem tham quan cái làng hoa này. Rồi các bạn cùng tham quan nhé. Đây mình vô cái vườn tình yêu đây. Bông hoa rất là nhiều. Ở đây thì vé 50.000 người lớn nha các bạn. Nếu có đến tham quan thì mình sẽ mua vé vô cái vườn tình yêu. Đây giới thiệu các bạn, đây có khu vườn tình yêu. Vô đây mà nếu mà không có ai, không có tình yêu, vô đây sẽ có tình yêu. Rồi vô chỗ này mua vé tham quan đi. Mua vé đi. 50.000 một người, 3.000. Đây là trúc bạch kim. Rất đẹp. Đây là Dương Sĩ Công Nương. Ai nhỉ? Đinh Lăng Cẩm Thạch. Đây có những cái loại cây mà không có hoa mà vẫn khoe sắc các bạn. Nó màu sắc cũng rất là đẹp mà lá thôi. Mới nhìn tưởng đâu là cây giả, cây nhựa, nhưng mà sự thật là thật nè, cây trầu ở làng hoa Xe Đét. Có những cái vườn hoa cây cảnh rất là phong phú. Đó, chúng ta xem những cái loại cây này, sự thật là người ta vạn lộc đỏ. Đây các bạn có cái tên, kể cái bản tên này là vạn lộc đỏ. Loại cây này để trưng trong nhà rất đẹp nè. Loại này hình như nó cũng không thấy hoa mà chỉ lá thôi. Rất là nhiều màu sắc. Này phát tài mỹ vui công, nó rất là đa dạng các bạn. Môn thanh tâm tím, này là cái môn cảnh. Kim hoàng, đây rất là đa dạng cây cảnh các bạn. Cây cảnh này là cây để trưng lá trong nhà. Mình sẽ giới thiệu một số loại cây mà người ta có để cái bảng tên ở trên để cho mọi người mình cùng xem tham khảo. Có dịp mình đến đây mình sẽ mua về để trưng. Đây là cây thiên hoàng vàng, màu vàng. Thiên hoàng xanh, đây. Này là trưng ở trong nhà, trong ở cho nó đẹp, nó màu sắc rất là sáng. Không cần hoa mà vẫn khoe sắc đây các bạn, lá khoe sắc rất là đẹp. Đây là cây danh dự, có nhiều loại cây lạ. Đây là bụt trắng nè các bạn, bông rất là sáng trắng. Đẹp không? Đây là dây thái. Ôi trời, đa dạng quá. Màu vàng, vàng rực luôn. Đây là những loại cây trong nhà mà các bạn có dịp mình cứ ghé thì mình mua, rất là đa dạng, rất là nhiều các bạn, quá nhiều. Màu sắc rất là phong phú, rất là sặc sỡ. Ngân lượng treo, này nó loại này cũng đặc biệt nè các bạn. Cái trái nó có thành chuỗi màu đỏ. Đây. Đẹp.
có một cái đường đi rợp bóng mát, dây leo. Loài hoa này là hoa gì nhỉ? Đẹp chưa? À, nếu ai không có tình yêu thì vô đây sẽ có tình yêu. À, mà tình yêu này á, là có thể là tình yêu hoa, tình yêu thiên nhiên. À, chứ không phải là tình yêu trai gái không. À, yêu muôn loài vạn vật. À, rất đẹp các bạn. Quá đẹp. Làng hoa Hùng Thi. Đây làng hoa Sẽ Đét và hoa Hùng Thi. Rất đẹp các bạn. À, chúng ta nên đến đây. À, nếu có dịp chúng ta nên ghé đây tham quan và ngắm hoa. Các bạn, đây là loại những loại cây mà người ta chưng lá mà để trong nhà. Đó, những cây này rất là đẹp, rất là đa dạng các bạn. Đó, đẹp không? Rất rộng. Đó, kia là dương sỉ, treo tinh dách. Nhiều loại là cây mà để chưng trong nhà. Mà cái loại này thì chỉ có lá, có màu chứ không có hoa các bạn. Đa số là cây lây là cây chưng lá. Thank you.
gọi là hoa phù dung các bạn. À, phù dung sớm nở tối tàn đây các bạn. Hãy mới buổi sáng thì nó màu trắng, mà chiều nó sẽ ngả màu hồng, xong ngả màu đỏ là tàn đây các bạn. Đây màu đỏ là bắt đầu tàn rồi đây các bạn. Còn mới nở là màu trắng, à, bắt đầu nó hồng hồng rồi. Trưa nó hồng hồng, đó là qua hôm sau nó mà đỏ tươi, nó tàn rồi đó các bạn. À, phù dung. Ôi, video đến đây tạm dừng nha các bạn. Chào các bạn, hẹn gặp lại video sau. Bye.